Cầm vô nó em lít hụt lắm. Với lại bây giờ mà có ghép nhầm hay là ghép đúng thì cũng thua à. Giác tinh thần rồi sao thì cũng thua thôi. Đồ này rớt 3-4 cái kháng phép rồi hai cái giáp thì chơi cái đéo gì. Bạn hết mẹ nó hơn. Bạn hết mẹ nó hơn mẹ. Mất một nửa số đồ của bạn là toàn đồ phế rồi. Trong khi cái đội hình của bạn thì không cần những đồ đấy. Bạn đang chơi up chết chứ đéo phải bạn đang chơi xin giao. Thà là bạn chơi xin giao luôn ấy. Thì giáp gai vút rồng nó còn có tác dụng nhiều. Đây là bạn đang chơi up chết bạn kiếm găng lăn mà nó cứ ra giáp gai vút rồng để làm cái đéo gì. Mà thà ra con JC mình lắp giáp gai vút rồng với nó set cho JC cũng được. Nhưng mà nó đéo ra JC luôn thì lắp cho con gì bây giờ. Thế nó mới phế. Nó ra con JC từ đầu luôn. Ừ thì giáp gai vút rồng JC gắn. Nó set gắn rồi tí nữa chơi găng lăn quỷ thư với lại giáp tinh thần đồ cũng được. Nhưng nó đéo có luôn một con JC luôn cả cái game đấy. Không thấy có JC nào. Thì chơi bằng gì? Chơi bằng niềm tin à? Lèn. Ngàn lèn lừa vãi. Con ngàn lèn lừa vãi lèn. Nghe không? Chơi game nè. Nó rớt đồ muộn chỉ cần 2 round thôi là bạn đã thấy khó rồi. Tại vì ban đầu ấy, chẳng hạn nó có một dàn tướng 5 con ở đây. Round đầu rớt đồ, round 2 rớt đồ, round 3 rớt tiền. Các bạn dễ quyết định là bạn bắt con gì hơn. Bây giờ nó có một cái gậy. Để biết bắt cái gì. Chẳng hạn không bắt siêu công nghệ xong tí nữa ra cái đai máu. Với lại cái nó ra cái đai máu với lại cái giáp. Xong nó ra cái rồi, bắt sen đi từ từ. Bắt sen đi, đồ này giống kêu. Ôi mày quá bắt sen, đồ giống kêu quá nhở. Chơi kêu đi. Đồ này chơi kêu được đấy. Dồn đồ giết xem chơi kêu được đấy. Ngon đấy. Rồi đẹp. Nó ra một muộn một tí thôi là đéo biết bắt cái gì rồi. Đấy. Tôi tin ván này con kêu. Tôi tin con kêu rồi. Sen 2 rồi. Tin con kêu ván này xem có được con kêu nào. Đỏ me. Mình nói thiệt mình đánh kêu mình roll sớm nó cũng đéo ra. Roll trễ nó cũng đéo ra. Level 4 với chúng tôi này. Trời ơi, nhìn ông này thảm thế. Có con gì thời không con này. Đánh kêu mà không có vũ trụ toang lắm bạn ơi. Irelusion thì bạn không có vũ trụ toang lắm. Đánh kêu kẹp với vũ trụ là ngon nhất rồi. Ván này khởi đầu tốt này, con sen 2 gắn ngon quá. Nó gắn tăng, không phải nó gắn đam. Sen 2 tăng ngon. Con dích đầu game thì
đàm to. 10.11 có vũ trụ 85 máu rồi chơi kiểu gì anh? Ai biết? Thì vũ trụ đấy thì toang đấy chứ sao? Biết sao giờ? Chắc ai bây giờ chẳng mình đen. Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế, chỉ lòng người thay đổi. Giờ anh chỉ là tất cả. Quá khứ anh phải cố xóa trong nước mắt. Vai ngang vậy cũng úp lên vào 5 đấy mẹ. Đội hình phút 1 sao cũng úp 5. Sợ thật. Sợ anh phải cố xin nước mắt đừng rơi. Bức tranh tình yêu của em từ lâu đã không hề có anh. Tèo 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 léo tèo léo tèo tèo. Giờ hết con bán rồi. Không lẽ lại đi lắp ba con nổi sờ loạn vào. Không cần đâu. Choáng ngon hơn. Cái choáng ngon hơn. Thôi kệ, không nên vì một đồng mất chuỗi thua. Đấy, để con này cover rồi. Dumber cover đằng sau đẹp hơn. Máu nó còn nhiều nhiều. Chọi lỗ đầu nó. Chọi lỗ đầu nó. Một đồng vẫn là một đồng chứ. Một đồng là tiền, là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già. Mẹ. Lỗ nhỏ vậy. Lỗ bé tí vậy sao chú vô? Nên lại con Saya ở trong cái đội này cũng chỉ là một con kết hệ thôi. Nên mình cần nó level 1 là được rồi. Khỏe gì, có 4 con kích heo thôi mà. Nhà quan dích nó ngon thôi. Úi xồi ôi. Bất ngờ chưa. Ván này cái tình hình 5 đồ rưỡi là hơi căng rồi đấy. Cái tình hình mà có cái vụ gọi là một vụ 5 đồ rưỡi là hơi căng ấy. Ở đây vừa xảy ra một vụ 5 đồ rưỡi. Hơi căng. Đây vừa xảy ra một vụ 5 đồ rưỡi.
Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế, chỉ lòng người là thay đổi. Từ từ, đừng có đưa cái cung vào vội. Tí mất công nó lại đéo được. Giờ em chỉ là tất cả, giờ em phải cố xa trong nước mắt. Giờ anh phải cố giữ được mặt đường rơi. Bức tranh tình yêu của em từ lâu đã không có. Má của quỷ leo này nó khỏe thế. Planet will be purged of criminal filth. Thời gian giết chết cuộc tình còn đau hơn giết chính mình. Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế, chỉ lòng người thay đổi, đéo hiểu kiểu gì chứ. Sao vậy ta, gì vậy ta? Đéo hiểu kiểu gì mà ra nhiều thứ thế ta? Lấy ma tạc thôi, tầm này ma tạc đang khỏe. Mấy cái cung củng là đừng bao giờ mơ tưởng tới cái việc nhặt cung củng. Tôi không có mơ tưởng đấy. Bởi vì nó quá gọi là cao sang, hiểu không? Cao sang vãn lành. Bây giờ một là mình nhặt giáp, hai là mình nhặt gậy, à găng cũng được. Mất rồi, hỏi chấm vào mồm đó. Nó nhạt mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn. Thì có ai nói gì em đâu. Anh chấm hỏi cho vui chứ ai nói gì em đâu. Là anh chấm hỏi cho vui nhà vui cửa ấy. Cần cái thánh nữ chưa? Mình nghĩ là chưa cần tới cái thánh nữ đâu. Thua này. Má còn kêu một khỏe dữ vậy. Of criminal filth.
Không, kêu bật ulti nó cũng nói chung là nửa sợ nữa không. Mù thì nó sẽ chặn được cái đòn đánh thường của bạn. Cái mù của con kêu nó sẽ chặn được cái đòn đánh thường của bạn. Nhưng nó sẽ không chặn được cái đam sóng lửa. Là cái lửa nó lan đấy, cái lửa mà nó quét quét xẹt 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 đấy. Theo các bạn thì mình có nên ghép hai cuồng đao với một khăn không? Ghép hai cuồng đao không? Thôi cứ cho nó thêm cái cung đi, bây giờ tự tin cho nó cái cung. Cái khăn mình nên cho MF hơn đúng không? Các bạn nghĩ là mình còn nhặt được một cái cung nữa không? Các bạn có nghĩ mình sẽ nhặt được một cái cung không? Tôi thì tôi đéo nghĩ thế. Tôi đéo nghĩ tôi sẽ nhặt được một cái cung đâu. Đi à? Chờ thôi, máu mình nhiều mình chờ thôi. Máu nhiều mà chờ thôi. Chờ xem đồ như thế nào để ghép cho nó chuẩn chỉ. À, bây giờ mình sẽ roll một lợi tức nha, roll tè tè thôi. Mình thấy nãy giờ cũng chưa có ai gọi là bắt nhiều bài của mình đâu. Có mỗi một ông bắt IR với một con kêu một này. Không ăn thua. Roll tè tè đi. Ông ấy ông chơi bài 4 tiền ấy. Ốp tán run luôn đi, đang win streak, bạn không bao giờ bạn giữ được cái win streak lâu đâu. Giữ đến đây thôi. Còn muốn giữ lâu là hơi khó. Từ từ. Rút tè tè đã. Để giữ lợi tức lên 9 luôn. Bài này 9 ấy, trời ơi. Tối nay, à quên, trận này là Châu Red Dog chơi nha, đéo phải Châu TV nha. Thôi lên 9 đi, đéo chơi nữa, lên 9 đây. Tôi lên 9 đây, còn gì luyến tiếc ở dưới cái chết 8 này đâu các bạn. Các bạn luyến tiếc dưới cái chết 8 này để làm cái đéo gì. Lên chết 9 thì chứ luyến tiếc mẹ gì cái chết 8 này nữa. Có cung này, may là mình không vội đấy. May là mình cũng không vội lắm. Thread vào đây, Ezreal vào đây. Thread, Ezreal, Wukong. Red Ezreal Wukong chuẩn. Ý
lốc kêu à? Kêu nó vẫn một mình quạt hết này. Này thì lốc với chúng tôi nè. Kêu nó kêu là một mình ta chấp hết. Kêu nó bảo là để đấy, một mình ta chấp hết. Ui, 4 gu công rồi này. À, chết mẹ rồi. Đồ mít pho tân này, hai nước mắt khăn. Đồ của mít pho tân, hai nước mắt khăn quỷ thư, ba món của mít pho tân luôn đấy. Có nên cho kêu khăn không ta? Second matters. Đang suy nghĩ xem mình nên chơi theo hướng nào. Rắc rối ghê. Stars hear me.
Ôi, thua kìa. Tôi chơi hướng này luôn. Galaxy must be purified. This planet will be purged of criminal filth. Chơi hướng này luôn được. Galaxy must be purified. Time is not on your side. Ôi ôi. Có ai kêu hai, có ai kêu lên ba không? Hỏi có bên tôi à, lên được rồi đó. Hỏi lên. Gì? Rồi, ok. 6 kiếm khách đánh cho nó thích các bạn ạ.
Quái vật xuất hiện. Game này là lên nhạc nhẹ nhàng rồi nhỉ. Sau nãy giờ bao nhiêu game bị hành hạ thì game này đã quá nhẹ nhàng rồi. Thôi lên con gì nữa đâu. Hai round nó end game. Đấy ông này gần bậc 3 này, cố lên. Tôi nhầm rồi, hồi nãy tôi đang tính đánh 4 thời không. Thôi tôi đánh mẹ nó 6 kiếm khách đi, đằng nào cũng lên 9 đánh 6 kiếm khách cho nó lợi. Lên mẹ luôn. Thôi thì quất luôn. Thấy không, con leo này nó không có vút rồng, bạn quạt nó có 250 kìa. Nó có vút rồng, quạt không mất máu luôn ấy. Thế này không kịp lên đâu, áp cao thôi. Không chịu lên IRE3 đâu. Game nhạt quá. Con này cũng cần một món mà thôi, kệ mẹ, đéo cần cho nó luôn. Để hai con này kéo vào thôi. Ra được xây giang. Game end rồi, làm gì nữa đâu. Con lốc cũng vậy. Ủa lốc cả hai con này luôn, kinh vậy. Ông lốc cả hai con này luôn nè. Để xem lốc cả hai con đã win được không? Không thể win nổi. Đi. Tôi còn chơi kiểu kéo 500 anh em vào nữa thì chơi cái gì. Tôi còn có quả kéo 500 anh em vào nữa thế này. Thôi mua hai anh em thôi là đủ rồi. Chơi không thể, không xếp luôn á, kêu nó canh hết mẹ là xếp cái đéo nữa. Mình kêu nó canh hết mẹ là xếp cái gì. Xếp cũng vậy. Dê đó. Châu. Châu hề. Đã sinh ra là